và cứ hát đi rồi ngày mai chiến thắng lũ Covid này. Rồi thì những nỗi đau mất mát nước mắt sẽ khô đi này. Ok ok Covid ơi biến màu, anh dâu đừng để ta cáu lên. Dạ dạ on the mic kể cho mà nghe, công nhận rằng lũ Covid là ghê nhưng cứ làm tốt beta và cái tin chính phủ vẫn sẽ luôn cánh kề ta. Sẽ đến ngày hà hê ngồi làm cốc cà phê Covid à sẽ ra đi để cho bao đồng bào sẽ được trở về nhà không còn bị cách ly sau những ngày xa quê. Ê ê cùng chung tay dập Covid đi, yeah yeah cùng chung tay dập Covid.